Chào cả nhà ơi. Chào cả nhà. Mời cả nhà bữa nay theo bé Hiền làm bánh bánh khọt. Làm bánh khọt. Bánh khọt. Dạ. Là mời cả nhà. Giờ bữa nay là dạy cho bé Hiền làm bánh nha cả nhà ơi. Này lời nói đầu tiên, Minh Hùng thay mặt cho Úc Hà cũng chúc cho bà con cô bác gần xa trong nước và ngoài nước được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, làm ăn phát đạt, sức khỏe dồi dào. Thì hôm nay Minh Hùng có đi xuống thăm bé Hiền U30 để gửi một món quà của anh Vũ ở thành phố, một bịch cà phê và một chai mật ong. Mời cả nhà vô xem em Hiền làm bánh nha. Rồi, Vườn Tháp U30 cũng xin chào cả nhà. Cherry. Rồi. Của Cherry tặng à, còn này là rồi. Của Vũ. Vũ ở thành phố Hồ Chí Minh tặng cho Diện Tám nữa. Diện Tám cũng xin cảm ơn Cherry rất nhiều ha. Hôm trước cũng đã cho hết một lần rồi. Rồi Diện Tám cũng cảm ơn Vũ nha Vũ. Rồi cái việc mà Diện Tám nhờ Vũ cố gắng mà liên hệ giùm. Cái này đều á. Rồi giờ mời cả nhà mình xem bé Hiền làm bánh á. Rồi. Hôm nay dì Tám là dạy cho bé Hiền làm bánh khọt. Rồi. Nhưng nhiều mới ngon. Anh nhiều quá hả? Nhiều đi. Rồi. Cái nữa. Sợ gì mà mắt nhắc chừng hoài chạy. Rồi. Hả? Một mình hơi khô rồi. Đó, đậy nắp lại. Thì mới nước này. Này chắc hơi khô quá. Mày làm mày không chế, mở lấy, mở sách khác tí đi. Bỏ bãi thợ ra. Cãi thợ người ta không à. Sao làm được chưa? Được chưa? Bây giờ đó là mai. Rồi. Mai con ở nhà con làm bánh. Ba đi bán. Được chưa? Được không? Rồi mẹ giữ em. Như con giữ em phải không? Ngon gì đó ha. Giữ em được không? Em lắm á. Là bánh nhớ đừng gãi gì chưa? Đừng có gãi. Gãi gì chưa? Gãi thì bay vi khuẩn vô ai rồi ai đâu mà dám ăn. Giờ làm bánh rồi, lát gửi cho Úc Hà mấy cái. Gửi cho Úc Hà mấy cái. Năm cái hả? Một dĩa luôn hả? Dĩa. Giờ coi cho được chưa? Chắc chưa đâu. Chưa. Lửa nhỏ cho nó, rồi để cho nó chín nè. Làm gì mà bấm cái môi vậy? Sao làm bánh này nó thích không? Thích làm không? Làm thợ làm bánh xèo á, đã dân chung mà làm bánh xèo á làm không được. Bữa nay làm bánh chậm quá. Nhưng bữa nay là cho làm bánh này nó dễ hơn nè. Còn chung đâu vậy? Không hỏi nó đi đâu? Không hỏi. Không hỏi hả? Tốn khuê rồi. Tốn khuê rồi. Rồi có dặn nó cái gì chưa? Không. Dặn nó sinh nhật cô Bao gần tới rồi. Lâu em hả? Lâu em.
Thì anh Tâm bây giờ dặn rồi. Anh Tâm rồi hả? Ừ. Hôm trước con dặn Tâm rồi, bây giờ anh Trung nó về đây nè, lát nó dặn nó nghe. Mà sắp tới sinh nhật cô Bao rồi. Ờ, em phải về đó, em phải về, đó là em phải về, biết chưa? Dạ. Chị chưa? Thử ra đây. Thử rồi. Dạ, dạ chưa? Dạ. Dỡ xong rồi chín chưa con? Dỡ ra, dỡ nắp ra con. Dỡ nắp ra. Chưa, chín đâu, chưa chín đâu, lại 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 cái này. Dỡ cháu Hà. Trời ơi, cái ông này. Ông mẹ dít. Ờ, cháu Hà. Cháu sẵn đây hỏi thăm bố Hà đây. Hỏi Vũ coi gì khỏe chưa? Ờ, gì khỏe chưa? Vài bữa nó con lên thăm. Chị nào lên thăm Út? Nào lên thăm Út Hà? Mấy bữa? Nói bà sắp xếp rồi mới đi được. Vài bữa hả? Có Hiền hớt tóc đẹp quá ta, hớt ở đâu chỉ Út hớt coi. Thở nào. Mát. Thôi tôi tính để cho nó dài. Tính dài cho nó có nữ tính. Nhưng mà vừa bám là nó giờ nó gội, nó gội đầu nó không không sạch hay không, nó ngắn ngắn lên cho nó mát. Thứ hai nữa là nó dễ gội đầu hơn, dễ gội đầu. Cho nó tóc dài đó, nó gọi nó không gọi nó không sạch. Thứ hai nó cái đầu nó cứ gào dữ lắm, gào mà sao tôi mua mấy loại thuốc rồi đó mà không hết gào. Nó bị cái nấm hay gì á, bây giờ đỡ rồi, tháng trước mình năm bị gì đó. Tôi hồi xưa tôi cũng bị gào đó mà mình lấy được, mình biết mình ấy. Đi đào ta. Tôi lấy chanh lấy đồ tôi làm dữ lắm luôn. Đi đào ta gọi ta chảy đầu trước đi. Nó cái đầu nó ướt mày dính gào đây nè. Mấy lên rồi. À chín chưa? Chín chưa? Chưa hả? Biết không? Biết cái nào là chín không? Cái nào là không không? Hả? Có biết không? Bột nó trong lại là nó chín, còn nó còn đục đục là nó sống. Ông ơi, ông hỏi chứ nỉnh hoài chạy. Rồi bán nhiêu một cái? Hiền. Hiền, làm bánh rồi bán nhiêu một cái? 500 cái. 500 lỗ chứ luôn, 1.000 cái mới được. 1.000 cũng lỗ luôn. Được không? 1.000 lỗ luôn. Bánh của Hiền làm rồi phải bán 1.000 đồng cái. Không? Vậy bỏ nè em. Vậy bột lên, vậy bột lên. Vậy cho nó đều lên. Vậy nhẹ nhẹ để nó đổ ra ngoài không con. Làm gì cũng thật cẩn thận nha. Khi mình múc cái gì đừng cho đầy quá. Nó lưng lưng ở dưới. Này, nghe nó lưng xuống một chút, nó vừa. Bữa nay bữa nay anh xuống ha. Là anh so với cái đợt trước nó là sao rồi? Nó thấy vậy chứ nó bữa nay nó trả lời mấy cái câu hỏi của anh Tư nữa ha. Tư môn lúc trước hỏi đa số là nó hỏi trở lại, nhưng bây giờ hỏi nó trả lời ít gọi là ít có hỏi trở lại lắm. Nó như vậy là tôi nghĩ là cái đầu nó chung đó, cái đầu nó là chung vậy kìa. Mời chung ăn bánh. Kêu đó. Kêu chung bánh. Mời mà có lấy tiền không à? Mời ăn không? Ở chưa? Hỏi giờ chưa? Thằng Trung này là với nó làm như là kỳ tuổi. Thành ra là... Chính rồi đó. Chính rồi đó bút ra. Nó không có cãi lộn, không có ấy. Nhưng mà làm như là nó ngán cái thằng này. Nhưng mà nó là thân thiện với thằng kia. Nó không trả lời nó gì à? Tại không có nghệ không ấy. Ồ cái này làm mà phải chia tiền cho mẹ rồi. Quẩy bột lên thì. Lấy hết đi. Còn cái này làm phải chia tiền mẹ rồi.
thở mà. Người qua là bánh dèm bánh bèo phải không? Bánh tắc đi. Thôi, nghỉ về bữa đi. Kìa, chuẩn bị để bột vô. Để bột đi. Lưng lưng bớt bớt bột vài chút. Ừ. Này nó không ăn rồi mình để cúng đi. Nó điều đều đi, điều đều. Gì vậy? Ừ. Mấy chị nói luôn này. Bộ rồi. Xong rồi đi bán không? Hiền bán ha để ăn. Làm bánh bán ha. Bán ha để ăn. Con này bỏ đây luôn. Rồi xong. Đầy quá ha. Hết nhân hết một luôn ha. Bán đắt quá ha. Rồi. Rồi chúng ta để được cũng luôn. Sao mà ngưng ngưng vậy? Bình thường thôi. Có là bánh này có cảm thấy là mình thích thú gì không? Đúng à. Có không? Vui không? Đúng à. Vui à? Mỗi ngày mỗi làm nổi không? Nổi không con? Mỗi ngày mỗi làm nổi không? Không ai mơ mốt đi bán chuối chiên đi. Bán chiên phụ lắm. Người ta mua rồi cái lấy cây kẹp mà thứ kẹp nước đá đó gấp để vô. Mai mốt là cái chuyện chuối còn đi bán ha. Ừ. Cái chợ á. Cái chợ. Cái ngồi ra chợ bán. Ừ. Nghe nói đi chợ là thích lắm. Thì bán ngoài chợ cà phê uống khó máy. Đi đi với dùng ghiền cái chị tôi pha cà phê cho uống. Bị bà không có biết, tôi quên đi nữa. Uống cà phê rồi cái chiều của nó ở đây luôn rồi chứ không về. Nói sao ở đây có cà phê uống. Bơ bóc là nó hà đi ở chảnh. Ở chảnh có cà phê uống hoài luôn. Không hà hả? Không hà hả? Ở chảnh luôn. Ở chảnh cà phê uống ngày đêm, ngày đêm. Uống nó chết luôn. Sĩ đâu dặn cho uống cà phê đâu. Nó cũng uống được chứ không phải là không. Nhưng mà là hạn chế. Uống cà phê sữa chứ cà phê không chứ chút cà phê thôi như sữa nhiều. Với lại cái cà phê ở dưới này biết sao cà phê nó cũng nhiều không có cà phê rồi. Nó pha chứ không phải nhưng mà ở cái vùng miền Đông giá. Miền Đông cà phê chứ trộn luôn. Vùng giá đó. Uống cà phê là phải mà cà phê rồi mà uống cái cà phê mà nguyên chất á uống vô nó say dữ lắm nó say. Cái này cà phê này bắp không à? Bắp rồi mà bắp không biết bà ơi. Cãi vô nữa. Bữa nào làm cho anh á, Úc Hiền đổ, ê Úc Hà đổ bánh xèo cho Úc Hiền ăn. Bà chiên bánh xèo vậy. Úc Hà hả? Cho Úc Hà. Úc Hà. Ừ, mời cả nhà lên cho anh. Cái beo nữa. Beo. Đi không? Nó muốn vào không? Nó đi đâu thì còn ấy nhưng mà nó đi lên Úc Hà là nó chịu liền. Ừ, nó mến Úc Hà lắm. Đi không? Đây ta. Ừ, mà có tiền không hả? Tiền hả? Có tiền không? Con có tiền đi xa không? Mở cặp có tiền đi xa không? Mở cặp. Ừ. Dở ra có được nhiêu tiền? Gì mà? Rồi giờ có đi mua gì thì tặng Úc Hà không? Hả vậy? Ừ.
Thôi tặng bánh cho Hà được rồi, tặng cái bánh đủ ăn rồi. Thôi bánh này hiện nó làm bởi hơi nhiều lắm nha. Nó làm ngon đó. Coi dở ra coi trứng chưa? Dở cái nắp ra. Đậy lại đây chút xíu nữa. Yeah, cái trứng. Đây, cái đó để lâu lâu chút đi. Đậy lại đi, chút nữa. Mở bóp đi. Trời ơi. Bữa nay cũng có mà Dượng Úc ha, Dượng Úc chồng của Úc Hà đó, cũng có chuyển xuống cho Dượng 8 như vậy là bịch cà phê. Cà phê này là của Vũ ở Sài Gòn á cả nhà, tặng Dượng 8 bịch cà phê á. Rồi sẵn đây Dượng 8 cũng cảm ơn Vũ nhiều nha Vũ ơi. Rồi đây là chai mật ong. Chai mật ong này của Cherry tặng cho Dượng 8. Tặng cho Dượng 8 là chai mật ong ha. Dượng 8 cũng mà xin cảm ơn Cherry nhiều ha. Dượng Út đã đem chai mật ong xuống cho Dượng rồi. Hẹn đâu rồi? Hẹn không chào khán giả hẹn. Rồi. Chào khán giả hẹn. Xin chào cả nhà. Chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ. Dỡ cái dĩa bánh lên mời cả nhà ăn đây. Mời cả nhà ăn, ăn bánh. Dạ ăn bánh. Bánh hôm nay là bé Hiền làm đó. Rồi chào Dượng 8 cũng xin kết thúc rồi đây ha cả nhà. Rồi bé Hiền bữa nay đã làm bánh rồi ha. Minh Hùng xin kết thúc cái video tại đây. Thì Minh Hùng cũng xin chào bà con cô bác, thật là chào thân thương nhất.